Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trạch Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì tôi mới có thời gian để làm video clip. Một là cũng chuẩn bị sinh nhật cho Johnny nhà tôi. Một cậu bé rất là thú vị khi mà đến bây giờ 9 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói dối. Thứ hai nữa là buổi sáng cũng rất là vui khi mà gia đình tôi thì cũng được chọn làm gia đình văn hóa tiêu biểu và cũng được lên phường để nhận giấy khen. Hôm nay là ngày đại đoàn kết toàn dân mà. Đó. Nhưng mà cũng vẫn phải làm video clip cho các bác thôi. Bởi vì nó có mấy cái điều như thế này. Trong video clip buổi sáng ấy, khi mà anh Thiện, TikTok Thiện gì đó, chỉ như Trần Đức Thiện, anh ấy live stream ấy, thì có rất nhiều người vào spam cái dòng là ồ một lũ u mê, một lũ nọ kia. Đó, người ta chửi những cái người mà đang xếp hàng từ tờ mờ sáng. Tôi xem cái live stream đó từ lúc khoảng 4 giờ. Thế thì rất nhiều người cho rằng là cái việc những người đảnh lễ sư Minh Tuệ ấy, thì là những người u mê. Và một người bạn tôi thì có gửi cho tôi sau khi xem clip của tôi. Và hôm nay thì ở đó cũng có một người cũng đã phỏng vấn một cái người mà đi đảnh lễ sư Minh Tuệ ấy. Thì rất là vui. Thì bác ấy nói rằng là có hỏi câu cho bác ấy nói là cũng hỏi một câu cho bác ấy rằng là người ta bảo các bác u mê thì có đúng hay không. Thì bác này vẫn cười rất tươi và trả lời rằng là chúng tôi thì đều là những người có văn hóa, có trình độ, và với việc sư Minh Tuệ là chúng tôi có sự kiểm chứng trước, có sự kiểm chứng trước kinh sách. Và khi mà ở gần sư Minh Tuệ thì tôi cảm thấy rằng là một cái luồng năng lượng nó rất là tích cực, nó rất là tích cực. Và cái đường từ trường, bác nói rằng cái đường từ trường đấy nó làm cho con người ta cảm thấy rằng là đã vô cùng thoải mái. Chính vì thế mà bác ấy rất là sư Minh Tuệ, cho nên là bác ấy bảo là u mê thì bác bảo là chúng tôi không u mê. Là như vậy, một câu trả lời có thể nói rằng là rất hay. Thế nhưng ấy, bác ấy trả lời ngắn thì như vậy cũng đa phần là cũng đầy đủ ý rồi. Nhưng để phân tích kỹ hơn, sâu hơn thì tôi xin chia sẻ với bác thế này. Nhiều người cứ chửi người khác là u mê, nhưng mà họ không biết u mê nó là cái gì. U tức là chúng ta gọi là u tối, tức là tối tăm mờ mịt không rõ ràng. Mê thì tức là mê muội, dùng cái từ chúng ta hay gọi là ngủ mê rồi là mê muội nó kia vân vân. Đó là yêu mến, yêu quý, thích một người nào đó. Tức là trạng thái u mê ấy, tức là trạng thái mà người ta tôn kính, kính ngưỡng một cái người ấy theo một cái điều gì đó không rõ ràng, mờ mịt, mê muội. Kiểu đó thì tất cả là tập hợp lại một từ là từ u mê. Cho nên chúng ta phải hiểu u là gì và mê là gì. Thế thì rõ ràng á, trong đạo Phật á, thì người ta cần một sự tỉnh giác. Và tất nhiên là không được u mê. Đức Phật không thích người ta u mê. Có những cái gọi là tín lực, định lực, tức là có niềm tin. Nhưng niềm tin ở trong đạo Phật á, nó được xây dựng bằng cái sự hoài nghi. Bằng cái sự hoài nghi. Tức là gì? Tức là không phải là cứ nói ra là tôi tin. Không phải là như ông Thích Chân Quang cứ phán ra một cái như thế là tất cả mọi người tin theo. Và không được hỏi, không được nói kia vân vân. Ở đây á, Đức Phật dành cả cuộc đời của mình để giải đáp các câu hỏi. Các kinh sách cũng từ đó mà ra. Thông qua các cuộc trao đổi giữa Đức Phật với những người gọi là triết gia hay là những cái gì đó của Bà La Môn, của những người theo Đức Phật, những cái hoài nghi của họ. Và trong cái kinh Phật ấy, thì các bác chỉ cần search cái từ là 10 điều chớ vội tin, thì Đức Phật đã dạy con người ta là đừng có u mê, đừng có mê tín dị đoan, và phải gì ạ, và đừng vội tin cái gì cả, và phải kiểm chứng và tự mình kiểm chứng. Rõ ràng chúng tôi không u mê khi mà chúng tôi nhìn thấy sư Minh Tuệ là đã thực hành đúng tất cả những cái điều mà Đức Phật đã dạy. Đúng không? Và nhìn thấy những điều đó rõ ràng, và chúng tôi kiểm chứng những cái điều này qua kinh sách, kinh Phật. Đó. Chửi chúng tôi u mê, nhưng mà khéo chính những cái người kia mới là những người u mê. Là bởi vì họ, về u là gì, mê là gì, tôi vừa chia sẻ với các bác rồi đúng không? U tối tức là u là u tối mờ mịt, mê là mê muội. Đó, tức là không rõ ràng. Thì giống như người ta chửi sư Minh Tuệ, người ta mắng sư Minh Tuệ, và người ta ghép rằng là sư Minh Tuệ có liên quan, hoặc là bị lợi dụng liên quan tới
tới Công giáo hay là tới Việt Tân, thì những cái đó nó đều không rõ ràng. Đến bây giờ chưa có một cái chứng cứ nào cụ thể. Tất cả đều là những cái suy diễn của những cái người mà có thể nói rằng là không biết là họ vì cái lợi ích nào đó hay thế nào đó, tôi không biết. Có thể họ câu like câu view để mà từ đó là mang cái gì lên, hoặc là họ bị ai đó dặn, hoặc là theo cái đơn đặt hàng sếp mình bảo thế là mình phải nói chủ trương đợt này nó là như vậy, cho nên mình phải nói theo đúng nhất quán, kiểu như thế. Thì đó mới là cái u tối và mê muội. Chính bản thân họ, những cái người đó mới là u mê. Giống như kiểu những người mà fan của CEO Phương Hằng ấy, thì tôi cho rằng đấy mới là những cái người u mê. Họ không hiểu đạo lý, không hiểu giáo lý, cũng không tự mình kiểm chứng, cũng không có kiến thức. Bây giờ thời buổi công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng và tìm hiểu những kiến thức ở trên mạng rất dễ dàng. Các bác định nghĩa cái từ u mê thì các bác có thể là định nghĩa cái từ đó và chúng ta đi tìm hiểu xem là thế nào là u, thế nào là mê, những cái việc này có phải u mê hay không. Cho nên bác Phật tử ở Gia Lai ấy, bác đang đảnh lễ sư Minh Tuệ thì bác trả lời câu rất hay: chúng tôi đều là những cái người mà đã có văn hóa, có trình độ văn hóa, có trình độ giáo dục, và chúng tôi kiểm chứng qua những việc đó chứ không phải tự nhiên. Và rất là vui vẻ hạnh phúc với đảnh lễ sư Minh Tuệ. Và đó là cái việc mà đây mới là không u mê, đây mới là tỉnh giác. Và chúng tôi nhận thấy rằng là sư Minh Tuệ mới là cái bậc chân tu. Sư Minh Tuệ mới là bậc chân tu. Còn những người khác mới là cái u mê. Họ đưa ra những cái gì đó nó siêu hình mà không thể định nghĩa được. Siêu hình ví dụ như là oan gia trái chủ, đúng không các bác? Đó, cúng oan gia trái chủ để giải hạn, cúng để giải nghiệp nó kia vân vân. Rồi làm cái này bị nghiệp, làm cái kia bị nghiệp, như là ông Thích Chân Quang, rồi là cúng giàng cúng dường vân vân. Đó. Cho nên ấy, đó là những người mới là tạng tin tưởng vào những người đó thì mới gọi là u mê, bởi vì không biết kiểm chứng qua kinh Phật. Tôi kỳ lạ khi tôi thấy rằng có những người ta đi làm công quả ở chùa, mà lúc này tôi nói từ cái việc mà trước khi có hiện tượng sư Minh Tuệ nhá, tôi nói từ lâu rồi. Câu chuyện này tôi cũng kể cho các bác trên kênh nhiều lần rồi. Đi làm công quả ở chùa đến tận 3 tháng, 4 tháng mà về đến mức độ rằng là cái tứ diệu đế cũng không biết. Cứ lên trên chùa rằng là tưởng rằng mình sẽ làm thế này để được phước lộc, tức là về sẽ được làm ăn tân tới, rồi là nọ cái vân vân, theo kiểu là mua bán đổi trác. Đó, tôi làm cái này để làm công quả để có phước đức, kiểu thế. Thế cùng thành mua bán đổi trác. Nhưng mà cái Đức Phật dạy là kinh Phật đã thuộc chưa? Kinh Phật đã thuộc chưa? Biết thế nào kinh chuyển pháp luân liên quan tới tứ diệu đề bát chánh đạo? Đó. Thế nào liên quan đến từ bi hỷ xả? Thế nào liên quan đến giới định tuệ? Thế nào là giới, thế nào là định và thế nào là tuệ? Tại sao có giới rồi mới có định mới có tuệ? Đúng không? Cho nên đấy mới là những người u mê. Đấy là những người mà họ có cái niềm tin mà không có căn cứ. Đó. Trong cái Đức Phật bảo là đừng có vội tin cái gì cả. 10 điều chớ vội tin, đừng có vội tin cái gì cả. Hãy tự mình đi kiểm chứng. Đó. Tự mình đi kiểm chứng để tự mình tìm ra cái sự thật. Và tự mình thực hành để mà xem rằng là thấy giáo luật của Đức Phật, thấy đạo Phật có tốt không. Với mình thử bớt sân, mình thử bớt si, mình thử bớt tham đi. Rất nhiều người nói với tôi rằng là khi mình bớt sân, bớt si, bớt tham đi, tự dưng cuộc sống nó mới lại hạnh phúc. Trước đây cứ đau đầu về tiền, mặt cau lại, sáng ra, xin thưa các bác rằng là sáng ra đi làm cái thứ vội vội vàng vàng, mặt đanh thép, lúc nào cũng trực đánh nhau ở trên đường. Trực đánh nhau ở trên đường. Đó. Rồi lên trên cơ quan thứ nữa thì bắt đầu rằng là bon chen, phấn đấu rồi nó kia vân vân. Để rồi cuối cùng là quát nhau, chửi nhau, và thậm chí còn hạ bệ nhau, dùng những cái thủ đoạn vân vân vì đồng tiền, để kiếm được đồng tiền. Thế nhưng mà sau khi giác ngộ thấy rằng là ôi mình cũng bớt đi một tí, sống bằng lòng bao dung, sự chân thành, thế là cuộc sống nó hạnh phúc. Thế chỉ bớt sân, bớt si, bớt tham đi là đã cảm thấy an lạc hạnh phúc rồi. Thì Đức Phật bảo cứ thực hành đi. Các phương pháp của Đức Phật thực hành là để diệt trừ tham sân si. Nó ví dụ như 100 thì hôm nay ta diệt được 1, diệt được 2, diệt được 3. Còn khi nào giải thoát tức là ta diệt được toàn bộ, tức là 100. Toàn bộ. Nhưng mà diệt được 1-2 cái chúng ta đã cảm thấy an lạc hạnh phúc rồi. Đã cảm thấy cuộc sống sung sướng rồi. Mà muốn diệt thì chúng ta cứ giữ giới thôi.
không cần phải cầu giải thoát gì cả, vân vân. Nhưng chúng ta cứ sống một cuộc sống giữ giới là lập tức rằng cuộc sống nó được an lạc, không phải lo lắng. Trước đây mình nói dối, mình nói những câu trước hở câu sau, cho lúc nào cũng sợ, cũng phải vắt não ra để nghĩ nói dối, mà không được quên để hôm sau nữa người ta nhắc lại thì mình vẫn phải theo cái dòng câu chuyện. Bây giờ mình cứ nói thật, thế chả phải lo nghĩ gì, đầu óc thảnh thơi. Bởi vì sự thật thì mình đâu có cần phải gì đâu. Người ta hỏi mình một sự kiện nào đó thì mình cứ tả thật nó là sao, đúng không? Cho nên câu chuyện ở đây là cái câu chuyện ấy, là ai mới là người u mê thì phải hiểu thế nào là u, thế nào là mê và thế nào là u mê, để rồi cho thấy rằng là dựa theo cái căn cứ định nghĩa, cái khái niệm thế thì chúng ta mới phân tích để thấy rằng là đội nào mới là u mê, chứ không phải là cứ ghét thì chửi người ta là u mê, yêu thì lại bảo người ta rằng là tỉnh giác. Nhưng mà thực tế yêu hay ghét nó không quan trọng, bằng cách chúng ta phải có được cái khái niệm và chúng ta phải có cái phân tích, từ đó thì mới xác định ra được nhá. Đội của chị T30 quần quận thì lúc nào cũng u mê chửi người khác, nhưng bản thân thì rõ ràng là ai mới là người u mê thì các bác nào có trình độ, có hiểu biết thì tự phân tích được rồi, tự kiểm nghiệm được rồi, đúng không? Cảm ơn các bác rất là nhiều nha.